Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Ai là triệu phú. Mình là MC Su Đờn. Ngày hôm nay đến với chương trình của chúng ta sẽ có người chơi tên là Su Đờn. Vâng, ở chương trình tuần trước á, người chơi Su Đờn đã dừng lại ở câu hỏi số 10 một cách nhục nhã và đầy xấu hổ. Thì liệu không biết tuần này Su Đờn có thể chiến thắng được qua câu số 10, thậm chí tới câu số 15 để giành được giải thưởng 1 triệu đồng để trở thành triệu phú hay không? Chúng ta hãy cùng bước vào chương trình Ai là triệu phú. Vâng, chúng ta ngay lập tức đến với câu hỏi đầu tiên thôi. Và có lẽ rằng các bạn đã quá quen thuộc với chương trình Ai là triệu phú này rồi. Mình sẽ có 4 cái sự trợ giúp, đó chính là 50-50, loại bỏ được 2 phương án sai, hỏi ý kiến chuyên gia trong trường quay, hỏi ý kiến khán giả, hoặc đổi câu hỏi. Vâng, không có cái sự trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân, bởi vì mình không có người thân và bạn bè, nên mình sẽ tự lực cánh sinh thôi. Thì chúng ta phải vượt qua tất cả là 15 câu hỏi, với những cột mốc quan trọng là cột mốc câu hỏi số 5, số 10 và số 15. Trả lời được đúng những câu đó, mình sẽ chắc chắn nhận được số tiền là 5.000 đồng, 25.000 đồng và phần thưởng cuối cùng là 1 triệu đồng. Ok, đến với câu hỏi đầu tiên nào. Câu hỏi đầu tiên, câu nào sau đây chỉ người ở trạng thái mê man không biết gì? A. Bất di bất dịch, B. Bất đắc kỳ tử, C. Bất khả xâm phạm, và D. Bất tỉnh nhân sự. Thật sự đây là một câu mà bất khả thi để mà có thể sai luôn. Chắc chắn đáp án chính là D. Bất tỉnh nhân sự rồi. Và mình cũng mong muốn các bạn là cùng thi với mình. Hãy trả lời những đáp án của các bạn ở phần bình luận bên dưới để xem các bạn liệu có thông minh hơn mình không nhá. Còn D nào? Let's go! Vượt qua câu đầu tiên. Ai là người tìm ra châu Mỹ? A. Christopher Columbus, B. Marco Polo, C. Washington, và D. James Cook. Trên đời này mình chỉ biết có một ông Cook, đó chính là ông Tim Cook. Đấy, là ông ấy là ông ở của bên Apple thôi. Mà ông ấy không tìm ra châu Mỹ nhá. Chắc chắn ở đây đáp án là đáp án A, Christopher Columbus. Câu này đơn giản. Đó. Đấy, được 1.000 đồng rồi. Đến với câu hỏi số 3. Điền vào chỗ trống, anh về trẻ nứa đan sàng, trẻ tre đan võng, cho nàng 3 chấm. A. Du con, B. Nghỉ ngơi, C. Ngủ trưa, và D. Ngủ ngon. Số 3 ra khó vậy. Ủa, câu số 3 thì mình chọn, chắc là chọn bừa đi, cho nàng nghỉ ngơi đi, nàng ngủ ngon. Ngủ ngon, ta bán D. Trời ơi, thôi không sao, không sao. Người chơi Su Đờn số 1 bị loại, sẽ có người chơi Su Đờn số 2 thay thế. Câu hỏi số 1, Việt Nam nằm trong vùng biển nào sau đây? A. Biển Đỏ, B. Địa Trung Hải, C. Biển Đông, và D. Caribe. Vâng, chắc chắn Việt Nam mình không có One Piece, cho nên là không có cấp biển vùng Caribe được. Biển Đỏ thì nước ta chỉ có cờ đỏ thôi, không có biển đỏ. Địa Trung Hải, địa là đất, trung là ở giữa, hải là biển, đất giữa biển. Đâu, Việt Nam mình không phải là đất giữa biển. Vì vậy, loại trừ tất cả đáp án, mình sẽ chọn là đáp án C, Biển Đông. Ghê nhá, não to nhá. Dùng phương pháp loại trừ. Đấy, ghê không, ghê không? Câu hỏi số 2. Rằm tháng 8 còn có tên gọi khác là gì? A. Tết Thiếu Nhi, B. Tết Trung Thu, C. Tết Tây, và D. Tết Nguyên Tiêu. Ê, chương trình có bị ảo không? Rằm tháng 8 là rõ ràng là Tết Trung Thu, nhưng vấn đề là gì? Trung thu là Tết Thiếu Nhi. Ủa, như vậy là A hay là B? Thôi chắc là mình sẽ chọn là Tết Trung Thu đi, bởi vì Tết Thiếu Nhi nó là được kiểu ví, tức là được kiểu là so sánh thôi, tức là Trung thu là Tết Thiếu Nhi đó, chứ thật ra là không có Tết Thiếu Nhi, chỉ có Tết Trung Thu thôi. Câu trả lời cuối cùng của mình sẽ là đáp án B, Tết Trung Thu. Oh yes, nó mà ra Tết Thiếu Nhi thì thôi luôn nhá. Từ nào sau đây không cùng nhóm với các từ còn lại? A. Play, B. Go, C. Orange, và D. Visit. Ok, đây là một câu hỏi về tiếng Anh. Và câu này chắc chắn mình biết đáp án. A là động từ chơi, B là đi, và D là kiểu đi thăm, ghé thăm. Chỉ có C thôi. Quả cam là danh từ. Đáp án là đáp án C. Easy. Yes. Rồi, câu hỏi của bố nào. Loài động vật nào sau đây thường không có lợi gì đối với con người? A. Chuột cống. Tức là rồi, mình có thể dừng lại đáp án A được luôn. Không cần đọc ba đáp án sau. Chắc chắn là con A. Cống. Ok, rồi, chúng ta đến với câu hỏi số 5, mốc quan trọng đầu tiên. Thềm lục địa của nước ta sâu và hẹp tại vùng biển thuộc A. Trung Bộ, B. Trung và Nam Bộ, C. Bắc Bộ, và D là Nam Bộ. Đất nước chúng ta là đất nước hình chữ S, thì chữ S và hẹp và sâu là vào khu vực
Trung Bộ, còn Nam Bộ là nó bành ra mà. Nên mình, đáp án của mình sẽ là đáp án Trung Bộ. Đáp án A. Mình có câu hỏi số 5 rồi. Đến với câu hỏi số 6. Từ nó trong câu nó dài dài màu nâu lại hay nheo lại như chổi nắng. Ủa, cái này đang miêu tả cái gì ta? Cái gì mà lại dài dài mà lại màu nâu mà lại nheo lại? Ủa, ê, được rồi. Cái vấn đề ở đây là câu hỏi không phải hỏi cái đó, mà là hỏi là cái chữ nó kìa, là loại từ gì? A. Đại từ. B. Chỉ từ. C. Hình thái từ. Và D. Quan hệ từ. Mình không nhớ bất kỳ cái nào trong bốn cái câu đáp án này. Chỉ từ là cái gì? Chắc là mình sẽ chọn đáp án là mình đang có một cái chút cảm nhận chuẩn hơn là đáp án A, đại từ đi. Mình sẽ tin vào cái cảm giác của mình. Đáp án cuối cùng của mình là đáp án A, đại từ. Rồi, đến lần này câu hỏi số 6 rồi. Bao nhiêu số 6 bạn ạ? Đó là su đờn số 2 ra về với phần thưởng trị giá 5.000 đồng. Sau đây sẽ là thằng su đờn số 3. Và có thể là quá tam ba bận, chắc thằng số 3 sẽ khá khẩm hơn hai thằng kia. Câu hỏi số 1, chúng ta loài cây nào sau đây hầu như là không có lá? A. Cây bàng. B. Cây phượng. C. Xương rồng. Và D. Là me tây. Chắc chắn là đáp án C, xương rồng. Speed run. Let's go. Câu hỏi số 2, sấm sét thực chất là gì? A. Tia tử ngoại. B. Tia lửa điện. C. Tia sáng. Và D. Ông trời đánh giấm. Đáp án D. Câu này thì mình chọn là đáp án B, tia lửa điện. Easy. Trời ơi, ông trời đánh giấm mới buồn cười. Tóc nâu môi trầm là các khúc gắn liền với ca sĩ nào? A. Cẩm Ly. B. Hồng Nhung. C. Mỹ Tâm. Và D. Là Quang Dũng. Rồi, câu này thì chắc là những bạn trẻ bây giờ chắc là không biết đâu. Nhưng mà với mình, mà một người đã có kinh nghiệm, đã có tuổi đời trong cuộc sống, mình có những cái kiến thức về vấn đề này các bạn nhá. Đấy, đó chính là đáp án C, Mỹ Tâm, tóc nâu môi trầm. Let's go. Đây, câu hỏi số 4 của chúng ta. Mèo thường thích thứ gì dưới đây? A. Dưa chuột. B. Cá. C. Chanh. Và D. Là cam. Chắc chắn rồi, mèo ăn cá. Đáp án B. Dãy núi nào cao nhất nước ta? Dãy Bắc Sơn, dãy Trường Sơn, dãy Ngân Sơn hay là dãy Hoàng Liên Sơn? Và nó nằm thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Đáp án là đáp án D. Let's go. Ok, câu hỏi số 6. Với nhạc nền du dương lãng mạn, ca khúc chính trong game Final Fantasy 8 là A. The Piper. B. Fantasy. C. Eyes on Me. Và D. Melody of Life. Câu này nha, game thủ chân chính mà tuổi đời cao như mình không biết là một sự sỉ nhục huyền thoại trong làng game, chính là bài C, Eyes on Me. Bài này quá đỉnh, không thể sai được. Chắc chắn đúng. Sai thì tôi chặt cổ, chặt đầu mình đi. Chúng ta đến với câu hỏi số 7. Đơn vị đo trọng lực là gì? A. N. B. N. M. C. N. M bình phương. Và D. N. M mũ 3. Chết tôi rồi, câu này là về vật lý. Hey, từ từ nha, mình đang phân vân giữa trọng lực là Newton hay là Newton chấm mét, tại Newton nhân mét nhỉ? Sao là thế nào ta? Mình đang phân vân giữa hai phương án, là phương án A là M là N. N là Newton đấy, là cũng là đơn vị đo lực. Ok, mình sẽ tin tưởng vào khả năng của mình. Mình cho đáp án A. Đáp án N. Yes! Yes! Câu hỏi số 8. Bán kính trái đất chúng ta khoảng bao nhiêu km? A. 6.378.000. B. 63.780. C. 6.378. Và D. 6.873. Chắc là câu này mình sẽ phải sử dụng sự trợ giúp rồi. Và có lẽ là mình nên hỏi ông Einstein, ông nhà bác học nổi tiếng nhất mọi thời đại như thế này. Phải hỏi ông ấy thôi. Ok, vâng, chương trình, tôi muốn sử dụng sự trợ giúp, hỏi ý kiến chuyên gia. Hình như câu trả lời là C. Trời ơi, chuyên gia ơi, chuyên gia cho cái câu trả lời mà lại bảo là hình như ạ. Tôi được, ok, cảm ơn chuyên gia đã giúp đỡ. Người chơi sẽ chọn theo chuyên gia. Einstein đã trả lời là C, 6.378 km. Yes, tuyệt vời. Rất cảm ơn chuyên gia. Câu hỏi số 9. Cầu thủ nào là vua phá lưới V-League mùa bóng năm 2003? Vãi cả đạn, 2003. 2003 lúc đấy mình có bao nhiêu? Mình có 9 tuổi. 9 tuổi lúc đấy mình quan tâm gì đến vụ V-League? Thôi được rồi,
Chắc cái này mình sẽ sử dụng sự giúp là đổi câu hỏi đi. Mình không chắc là khán giả biết. Khán giả trong này chắc cũng bây giờ chắc toàn khán giả Gen Z, chắc cũng không biết được đâu. Thôi, đổi câu hỏi ạ. Câu hỏi được đổi của chúng ta. Tên một vườn quốc gia nổi tiếng ở Đồng Nai: A. Mã Đà, B. Cát Tiên, C. Cần Giờ và D. Bình Châu. Câu này là bạn nào mà ở Đồng Nai là chắc chắn là biết này. Còn mình thì ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng gọi là bên cạnh đấy. Nhưng mà mình lại chả bao giờ mình xuống Đồng Nai mình chơi. Nghe vườn quốc gia Cát Tiên nghe nó cũng quen quen nhỉ. Vũ trụ đã cho mình câu trả lời rồi. Mình chọn đáp án B, Cát Tiên. Yes, let's go. Rồi, chúng ta đến với câu hỏi số 10. Nếu mình trả lời đúng câu hỏi này, mình sẽ được ký một tấm xiếc trị giá 25.000 đồng. Và chắc chắn số tiền này sẽ thuộc về mình. Câu hỏi số 10: loại đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là loại đất nào? A. Đất mùn núi trung bình, B. Đất phù sa, C. Đất ferralit đồi núi thấp, hay là D. Đất mùn núi cao. Mình đang phân vân giữa đáp án B và đáp án C. Đất phù sa, đất ferralit đồi núi thấp. Khi người chơi đang phân vân giữa hai phương án thì nên sử dụng sự trợ giúp, đó chính là 50-50 sẽ loại bỏ đi hai phương án sai. Ok, người chơi chọn sự trợ giúp 50-50 và xin mời chương trình bỏ đi hai phương án sai. Chỉ có hai phương án sai đã bị loại bỏ là B và D. Chỉ còn lại A, đất mùn núi trung bình, và C, đất ferralit đồi núi thấp. Trong đó mình đã phân vân đáp án C. Ok, vậy thì đáp án C, đất ferralit đồi núi thấp là đáp án cuối cùng của mình. Yeah, siêu, let's go. Và như vậy mình đã được chính thức ký một tấm xét với trị giá 25.000 đồng. Đây, tấm xét đó đây. Chắc chắn rồi, mình sẽ để tấm xét này lại ở đây, lại trên bàn đó. Bởi vì mình sẽ còn trả lời những câu hỏi tiếp theo nữa. Mình chưa muốn lấy tấm xét này về đâu. Câu hỏi số 11. Câu hỏi này rất thoải mái, mình có thể trả lời sai, mình có thể vẫn cầm về được số tiền là 25.000 đồng. Theo tiếng Phạm, Himalaya có nghĩa là gì? A. Khổng lồ, B. Treo leo, C. Băng tuyết, và D. Sừng sững. Thật sự câu này mình không biết, không hề biết luôn. Dãy núi Himalaya là dãy núi vô cùng nổi tiếng, rất nổi tiếng trên thế giới. Rồi rồi, chắc là mình còn một sự trợ giúp cuối cùng. Mình sẽ dùng nốt. Xin được sử dụng sự trợ giúp. Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Ok, 6% chọn đáp án A, 17% chọn đáp án B, 66% chọn đáp án C và 11% chọn đáp án D. Vâng, trước hết thì mình xin gửi lời cảm ơn đến khán giả đã hỗ trợ cho mình. Với câu hỏi này, mình xin tin khán giả, mình sẽ chọn đáp án C. Theo tiếng Phạn, Himalaya có nghĩa là băng tuyết. Yes! 50.000 vượt qua câu hỏi số 11 rồi. Tuyệt vời, cảm ơn khán giả rất nhiều. Và như vậy thì ban tổ chức xé tấm xét cũ đi. Đó, xé tấm xét cũ đi để ký lại một tấm xét mới trị giá 50.000. Rồi, đây, tấm xét mới trị giá 50.000. Rồi, lại để xuống bàn. Chúng ta đến với câu hỏi 12. Câu hỏi số 12: quốc gia nào đã tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 1928? A. Đức, B. Thụy Sĩ, C. Nam Tư và D. Hoa Kỳ. Một câu hỏi mình không biết luôn. 1928. Câu hỏi này thì có thật sự cái năm này á, bố mẹ các bạn, bố mẹ mình còn chưa sinh ra, thậm chí có khi là ông bà mình còn chưa sinh ra nữa, thì sao mà mình biết được đây? Nhưng chương trình có một sự trợ giúp cho anh. Nếu anh xem quảng cáo, chuyên gia sẽ cho anh một câu trả lời nữa. Đúng là chương trình Ai là triệu phú của tư bản. Vâng, vậy thì người chơi xin phép được sử dụng sự trợ giúp xem quảng cáo. Và bây giờ chúng ta sẽ có sự trợ giúp của quảng cáo. Có lẽ câu trả lời là B. Ok, mình sẽ không nghi ngờ gì về quảng cáo. Chắc chắn quảng cáo luôn đúng. Cảm ơn quảng cáo. Đáp án cuối cùng của tôi là đáp án B, Thụy Sĩ. Yes, quảng cáo vô địch. Và như vậy mình có thể xé tan nát cái tấm xét này. Tấm xét này trị giá có dăm ba, có bao nhiêu đấy?
50.000 bọ để ký ra tấm xét trị giá 100.000 đồng. Nào, ký tấm mới nào. Đó. Tấm mới đó, trị giá 100.000 đồng. Ok, rồi 100.000. Rồi, đây. Câu hỏi số 13. Vào thế chiến thứ 2, tượng Oscar được làm bằng gì? A. Thủy tinh, B. Vàng, C. Đồng và D. Thạch cao. Không còn sự trợ giúp nữa. Thủy tinh chắc không làm đâu. Ai mà đi làm bằng tượng thủy tinh? Thủy tinh dễ vỡ thì sao mà bảo toàn được. B là bằng vàng. Thế chiến thứ hai đang chiến tranh đấm nhau vỡ mồm sức nó rất đầu bẻ chán đấy kia kìa, lấy đâu ra vàng mà làm tượng. Vậy chỉ còn có đáp án C và D thôi. Mình đang nghiêng về phương án đó chính là phương án D, làm bằng thạch cao cho nó đỡ tốn, cho nó đỡ tốn tiền đấy các bạn. Đôi khi may mắn nó cũng là một phần của kỹ năng. Đáp án cuối cùng của mình là thạch cao D. Let's go. Yes. Mình đã vượt qua câu hỏi số 13. Và bây giờ mình sẽ được ký một tấm xiếc trị giá 250.000 đồng. Nào, 100.000 đã cho mày đi luôn. Chúng ta đến với tấm xiếc trị giá 250.000 đồng. Và đến câu hỏi số 14, mình sẽ đặt tấm xiếc này xuống. Câu hỏi số 14 trị giá 500.000. Quốc gia nào có sự chênh lệch về giới tính cao nhất hành tinh chúng ta? A. Qatar, B. Trung Quốc, C. Nam Phi và D. Ấn Độ. Mình đang nghiêng về hai phương án là đáp án B và D. BD. Vâng, một cái từ rất phù hợp với câu hỏi về giới tính. Ok, chơi cho mọi người nể này. Rồi nha, tuy là trên tay mình đang có tấm xiếc trị giá 250.000, nhưng bây giờ mình mà thua, mình sẽ mất 10 lần. Nhỏ giảm đi 10 lần, còn 25.000. Nhưng nếu mình ăn, mình sẽ lấy gấp đôi là 500.000. Đáp án cuối cùng của mình là đáp án A, Qatar. Tấm xét 500.000 đây rồi. Và câu hỏi 15, câu hỏi cuối cùng của cái chương trình này. Trời ơi, mình là người chơi duy nhất trong cả thế giới này tới được câu hỏi số 15. Bình Tây Đại Nguyên Soái là danh hiệu nhân dân phong cho thủ lĩnh nào? Bình Tân thì mình biết, có Eon Bình Tân, nhưng Bình Tây thì không biết rồi. A. Võ Duy Dương, B. Nguyễn Hữu Huân, C. Trương Định và D. Nguyễn Trung Trực. Câu hỏi lịch sử à? Bình Tây Đại Nguyên Soái. Bình Tây là nghĩa là gì đó? Là đánh dẹp giặc Tây hả? Giặc là phương Tây hả? Mình chỉ biết ba cái tên dưới thôi, vì nó là tên ba tên đường mình quen. Còn A thì không biết. Thế đây rồi, chả lẽ dừng lại nhở? Còn câu cuối thôi mà. Mình thấy đáp án B có vẻ hấp dẫn đấy. Nguyễn Hữu Huân. Rồi, đáp án cuối cùng của mình là đáp án B, Nguyễn Hữu Huân. Sai thì thôi, thắng thì lụm tiền. Đáp án B. Và như vậy mình đã thất bại tại cửa tiên đường rồi. Thôi may quá, vẫn còn giữ lại được tấm xét trị giá 25.000 đồng, tấm xét khởi đầu cho mọi chuyện ở câu hỏi số 10. Vâng, và như vậy là người chơi su đờn số 3 đã trả lời sai ở câu hỏi số 15 và phải ra về với 25.000 đồng là phần thưởng của cột mốc câu hỏi số 10. Rất đáng tiếc, nhưng không sao, chiến thắng cuối cùng vẫn là kiến thức. Tiền chỉ là cái phần thưởng cộng thêm khi mà chúng ta đi trên con đường chinh phục kiến thức mà thôi. Và như vậy, chương trình Ai Là Triệu Phú tuần này sẽ kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chương trình tuần sau. Trong khi chờ đợi tới chương trình tuần sau, hãy bấm vào video này. Tại đó, người chơi sẽ sở hữu một khẩu súng cực kỳ đỉnh cao, có khả năng tiến hóa bằng cách lắp ráp kết hợp những bộ phận của khẩu súng lại để trở thành một khẩu súng xịn sò nhất thế giới. Mình hẹn gặp các bạn ở bên video đấy nhá.